Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa có kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Tân Sửu năm 2021. Theo đó, thời gian bắn trong vòng 15 phút vào lúc 0 giờ ngày 12 tháng 2 năm 2021 tại 3 địa điểm trên cầu Nguyễn Văn Trỗi, khu phức hợp thương mại Phương Trang, khu F, quận Liên Chiểu và khu trung tâm hành chính huyện Hòa Vang. Phương pháp bắn sẽ theo phương pháp trình diễn pháo hoa nghệ thuật, sử dụng hệ thống bắn pháo hoa Fire One với các loại pháo hoa tầm thấp, tầm cao, pháo hiệu ứng đặc biệt. Đơn vị tài trợ kinh phí, Công ty cổ phần Mặt trời Sun Group.